Chào mọi người nhá. Đang gặp thằng Vũ Quân ở đường. Yeah. Rượu mua hay tự làm hả cháu? Ừ. Không. Mua. Có lên coi thôi, lên đi. Mua nhiêu? Hả? Thế về bán lại cho chú không? 40.000. Thế bây giờ có bán lại không? Con lời có bán không? Nó không bán mọi người ạ. Nó gặp quả diều cánh cung này được phết. Đây mọi người nhá. Có bán lại chú không? Cái này vừa nãy mình nhìn thấy nó bay, nó đang rất chi là cân mọi người ạ. Hả? Nhưng mà đéo ai thả diều đêm mà. À, thả bằng giấy chỉ à? Mang cho chú xem cái diều nào. Từ xe đấy. Đây gặp thằng cô con đang thả diều ngoài đường mọi người. Thấy hay hay mà gã mua nó không bán. Có bán không? Đây có phải diều con đâu, con mượn đấy. Mượn á? Đây mọi người. Sao tối rồi còn đi chơi rồi mình. Thả diều mà chú xem cái gì quả diều của mày nào. Đây là mua ở đâu? Đây mọi người này. Đây là diều. Chắc bố làm cho hả? Con mượn đấy. Đẹp phết mọi người nhé. Đẹp 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 phết đây. Bán lại chú 50.000. Không gãi được mọi người ạ. Thôi đi làm đây. Định mua lại quả diều mai thả cho mọi người xem. Nhưng mà không mua được. Ê, chú cảm ơn nhá. Ừ. Chào mọi người nhá.